Chào mừng bạn đến với Xoáy Giả Tri Thức, nơi lan tỏa tri thức cổ xưa và những bài học giá trị từ những bậc tiền nhân giúp bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 9 bí quyết giao tiếp đỉnh cao để trở thành người mà ai cũng yêu quý. Bạn đã bao giờ cảm thấy lo lắng khi nói chuyện, sợ rằng cách bạn truyền đạt không được người khác đón nhận? Nếu có, thì video này chính là dành cho bạn. Chúng ta sẽ học từ cổ nhân những bài học quý giá về nghệ thuật giao tiếp, biết khi nào cần nói và khi nào cần giữ im lặng những kỹ năng này sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền vững nâng cao uy tín và sự tin cậy từ mọi người chim khôn tiếc lông người khôn tiếc lời trong giao tiếp sự im lặng đúng lúc có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội và thành công hơn cả những lời nói hoa mỹ đừng bao giờ kể lể quá nhiều về bản thân hãy biết lắng nghe và quan tâm đến đối phương đó là chìa khóa mở ra sự yêu thương và tôn trọng từ mọi người nếu bạn muốn học cách giao tiếp khéo léo thu hút mà không bao giờ bị ai ghét bỏ đừng quên nhấn đăng ký kênh sói giả tri thức để không bỏ lỡ những video giá trị như thế nào. Bí quyết giao tiếp đỉnh cao từ cổ nhân chính là nghệ thuật tinh tế trong việc truyền tải thông điệp mà vẫn giữ được sự hài hòa và tôn trọng đối phương. Cổ nhân dạy rằng, giao tiếp không chỉ là chuyện lời nói, mà còn là cách bạn gửi gắm năng lượng và tinh thần vào mỗi cuộc trò chuyện. Một người khéo léo biết cách giao tiếp luôn tạo ra sự thoải mái cho người nghe, không làm họ khó chịu hay mất mặt, từ đó xây dựng được mối quan hệ bền vững một bí quyết quan trọng là người mạnh mẽ thật sự nhìn ai cũng thấy thuận mắt điều này nhắc nhở chúng ta rằng khi gặp phải người khiến ta cảm thấy khó chịu hãy tự hỏi liệu chúng ta đã thực sự hiểu được họ chưa thay vì buông những lời chỉ trích hãy học cách cảm thông và tìm một không gian riêng tư nhẹ nhàng góp ý khi bạn tôn trọng đối phương họ sẽ sẵn lòng tiếp thu và thay đổi cổ nhân cũng khuyên rằng trong mọi mối quan hệ hãy biết cách khen ngợi đúng lúc nhưng không phải là những lời khen sáo giống như bạn giỏi quá hay bạn thật tốt bụng. Thay vào đó, hãy chú ý đến những chi tiết cụ thể để lời khen của bạn trở nên chân thành và sâu sắc hơn. Ví dụ, khi khen một đồng nghiệp, bạn có thể nói, bài trình bày của bạn rất ấn tượng, nội dung được sắp xếp logic, rõ ràng. Chắc chắn bạn đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho bản đề xuất này. Cuối cùng, giao tiếp không chỉ là nói mà còn là lắng nghe. Cổ nhân dạy rằng, con người mất 3 năm để học nói nhưng mất cả đời để học lắng nghe. Đừng vội vàng chen ngang khi người khác nói, hãy lắng nghe họ với tâm thế nghiêm túc. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về đối phương, từ đó mở ra nhiều cơ hội trong các mối quan hệ. Áp dụng những bí quyết giao tiếp này, bạn không chỉ trở thành người khéo léo mà còn có thể xoay chuyển tình thế, thu hút sự tôn trọng và yêu mến từ mọi người. Giao tiếp trong mắt cổ nhân không chỉ là việc trao đổi lời nói mà còn là cách bạn truyền tải tư tưởng cảm xúc và năng lượng của mình đến người khác. Đây là nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm vững, nhưng lại vô cùng quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cổ nhân có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, và điều này nhấn mạnh rằng, lời nói nếu được lựa chọn khéo léo, không chỉ giúp bạn tránh được mâu thuẫn mà còn thu hút được sự yêu mến và tin cậy từ những người xung quanh. Một trong những bí quyết quan trọng của giao tiếp đỉnh cao mà cổ nhân để lại chính là học cách im lặng đúng lúc người xưa thường dạy trong mọi tình huống chim khôn tiếc lông người khôn tiếc lời sự khéo léo không phải nằm ở việc bạn nói nhiều hay ít mà là nói đúng thời điểm có những lúc im lặng chính là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn đạt được sự tôn trọng từ người khác khi bạn im lặng bạn tạo ra không gian để lắng nghe hiểu sâu hơn và cảm nhận cảm xúc ý tưởng của đối phương điều này đặc biệt có ích trong những cuộc trò chuyện mà cảm xúc đang dâng cao hoặc khi đối phương đang gặp khó khăn một câu nói quá vội vàng có thể khiến bạn mất đi một mối quan hệ quý giá nhưng một khoảng lặng đúng lúc có thể giúp hàn gắn và tạo dựng niềm tin một ví dụ điển hình là khi bạn nhận thấy một người bạn của mình đang có hành vi không đúng thay vì chỉ trích họ ngay trước mặt mọi người cổ nhân khuyên rằng trách người không bằng giúp họ thay đổi hãy chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn góp ý trong một không gian riêng tư dùng lời nói mềm mại và chân thành Điều này không chỉ giúp người đó dễ dàng tiếp thu mà còn khiến họ cảm thấy bạn thực sự quan tâm đến họ, từ đó gắn kết mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Thêm vào đó, cổ nhân cũng dạy rằng, trong giao tiếp, đừng bao giờ khen ngợi một cách hời hợt. Lời khen nếu không chân thành và cụ thể sẽ mất đi giá trị, thậm chí đôi khi khiến người nghe cảm thấy không được tôn trọng. Thay vì chỉ nói những câu như, "Bạn thật giỏi" hay "Bạn làm tốt lắm", hãy chú ý đến chi tiết hơn. Ví dụ, bạn có thể nói Cách bạn sắp xếp các thông tin trong bài thuyết trình rất logic và dễ hiểu. Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn. Những lời khen cụ thể sẽ không chỉ giúp người được khen cảm thấy được trân trọng mà còn tạo dựng sự tin tưởng và thiện cảm sâu sắc hơn. Một bí quyết khác là lắng nghe. Người xưa từng dạy rằng, con người mất 3 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học lắng nghe. Thực tế, chúng ta thường quá chú trọng vào việc thể hiện quan điểm cá nhân mà quên mất việc lắng nghe đối phương. Khi tham gia một cuộc trò chuyện, nếu bạn chỉ chờ đợi cơ hội để nói mà không thực sự lắng nghe, bạn đang bỏ lỡ những thông tin quan trọng và có thể vô tình tạo ra khoảng cách với người đối diện. Cổ nhân dạy rằng, lắng nghe không chỉ là để hiểu mà còn là để thể hiện sự tôn trọng. Khi bạn thực sự chú tâm vào lời nói của người khác, họ sẽ cảm thấy bạn là người đáng tin cậy và dễ gần, từ đó mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều cơ hội để chúng ta áp dụng những bài học này. Một ví dụ cụ thể là trong môi trường làm việc, nếu bạn thường xuyên chỉ chú trọng vào việc bày tỏ ý kiến cá nhân mà không quan tâm đến quan điểm của đồng nghiệp bạn sẽ dễ dàng gặp phải những xung đột không đáng có ngược lại nếu bạn biết lắng nghe và phản hồi một cách khéo léo bạn sẽ trở thành người được tôn trọng và tin tưởng điều này không chỉ giúp ích trong mối quan hệ cá nhân mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc ngoài ra trong gia đình việc lắng nghe và giao tiếp đúng cách cũng là nền tảng để xây dựng mối quan hệ bền vững cổ nhân khuyên rằng muốn biết đường dài ngắn phải hỏi người đi trước. Khi bạn đối diện với mâu thuẫn trong gia đình, thay vì cố gắng áp đặt quan điểm cá nhân, hãy lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Sự thấu hiểu và cảm thông sẽ giúp gia đình trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn. Tóm lại, giao tiếp đỉnh cao không phải là việc chúng ta nói bao nhiêu, mà là cách chúng ta lắng nghe, hiểu và phản hồi một cách khéo léo. Bằng việc áp dụng những bài học cổ nhân về im lặng đúng lúc, khen ngợi chân thành và lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ không chỉ thu hút được sự yêu mến từ người khác mà còn tạo dựng được những mối quan hệ sâu sắc và bền vững sự tinh tế trong giao tiếp chính là chìa khóa mở ra những cánh cửa thành công trong cuộc sống và công việc ngoài những bí quyết về im lặng đúng lúc khen ngợi chân thành và lắng nghe cẩn thận cổ nhân còn nhấn mạnh đến một nguyên tắc giao tiếp cực kỳ quan trọng đó là không nên phán xét người khác quá vội vàng chúng ta thường có thói quen đưa ra nhận định dựa trên những gì mắt thấy tai nghe trong thời điểm đó mà quên rằng mỗi người đều có một câu chuyện riêng những khó khăn trải nghiệm và góc khuất mà ta không thể nhìn thấy ngay từ bề ngoài khi bạn gặp ai đó mà có hành vi hay lời nói khiến bạn không hài lòng thay vì ngay lập tức chỉ trích hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn hoặc đơn giản là giữ im lặng và suy ngẫm như cổ nhân đã dạy biết người biết ta trăm trận trăm thắng sự khôn ngoan nằm ở việc hiểu người khác trước khi phán xét họ lấy ví dụ trong công việc khi một đồng nghiệp mắc lỗi hay không hoàn thành tốt nhiệm vụ thay vì vội vàng chỉ trích hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ có thể họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân hoặc đang đối diện với áp lực công việc mà bạn không biết việc phán xét ngay lập tức chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng và tạo ra sự đối đầu không đáng có thay vào đó hãy thể hiện sự đồng cảm hỏi han để hiểu rõ nguyên nhân và cùng họ tìm ra giải pháp một thái độ như vậy không chỉ giúp tạo dựng sự tôn trọng từ người khác mà còn giúp bạn trở thành một người lãnh đạo một người đồng nghiệp được yêu mến một ví dụ khác trong cuộc sống gia đình đôi khi chúng ta dễ dàng bực tức và phản ứng quá mức khi con cái hoặc người thân có hành vi không như mong đợi nhưng thay vì chỉ trích hoặc buộc tội ngay hãy ngồi lại và lắng nghe lý do đằng sau những hành động đó cổ nhân từng nói cha mẹ là gương con cái là bóng hành vi của con cái thường phản ánh cách cha mẹ đối xử với chúng khi chúng ta biết kiên nhẫn hiểu và không phán xét mối quan hệ gia đình sẽ trở nên ấm áp hòa thuận hơn và bạn sẽ thấy rằng sự kiên nhẫn và cảm thông mang lại hiệu quả hơn nhiều so với sự phán xét. Một trong những chìa khóa vàng trong giao tiếp mà cổ nhân truyền lại là biết nhường lời, chừa đường lui cho người khác. Trong những cuộc tranh luận hay đối thoại, không phải lúc nào chúng ta cũng cần giành phần thắng. Sự khôn ngoan thật sự nằm ở việc biết nhường nhịn, tạo cơ hội cho người khác thể hiện quan điểm và không đẩy họ vào thế bí. Khi chúng ta biết cách nhường lời, cho người khác không gian để bộc lộ suy nghĩ của mình, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng hợp tác hơn. Hãy thử nghĩ đến những lần bạn cảm thấy bị áp đảo trong một cuộc trò chuyện, khi người đối diện không cho bạn cơ hội để giải thích hoặc bày tỏ ý kiến. Điều đó không chỉ khiến bạn mất hứng, mà còn làm giảm đi lòng tin cậy giữa hai bên. Trong một cuộc họp quan trọng, nếu bạn là người dẫn dắt hoặc có quan điểm mạnh mẽ về một vấn đề, hãy dành thời gian để lắng nghe ý kiến của những người xung quanh sự lắng nghe không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về quan điểm của họ mà còn tạo ra môi trường cởi mở nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng thành công không nằm ở việc bạn luôn đúng mà ở việc bạn có thể làm việc cùng người khác để đạt được kết quả tốt nhất đặc biệt trong giao tiếp cá nhân cổ nhân còn khuyên rằng nói ít đi hành động nhiều hơn lời nói chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với hành động bạn có thể hứa hẹn rất nhiều nhưng nếu không thực hiện được lời hứa đó sẽ trở nên vô nghĩa ngược lại những người ít nói nhưng luôn làm đúng theo những gì họ đã nói, sẽ dễ dàng nhận được sự tin tưởng và kính trọng từ người khác. Trong các mối quan hệ, dù là công việc hay cá nhân, hành động luôn có sức nặng hơn lời nói. Khi bạn hành động trước, bạn sẽ chứng tỏ được giá trị của mình và nhận lại sự tôn trọng từ người khác. Cảm ơn bạn đã đến với Sói Già Tri Thức nơi chia sẻ những bài học sâu sắc về cuộc sống, trí tuệ cổ nhân và bí quyết phát triển bản thân. Nếu bạn đang tìm kiếm cảm hứng, kiến thức, và những góc nhìn mới mẻ để giúp bản thân trưởng thành mỗi ngày. Hãy bấm đăng ký kênh ngay. Cùng sói già khám phá kho tàng tri thức và những giá trị đích thực trong cuộc sống. Đừng quên nhấn like và chia sẻ để lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Ngoài ra, cổ nhân còn dạy rằng, hãy dùng sự chân thành để chạm đến trái tim người khác. Giao tiếp không chỉ là trao đổi thông tin mà còn là xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin và sự chân thành. Khi bạn nói chuyện từ tận đáy lòng, bạn sẽ dễ dàng chạm đến trái tim người khác và tạo ra những kết nối sâu sắc. Hãy nhớ rằng, người nghe luôn có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bạn. Đừng cố gắng che đậy cảm xúc thật hay sử dụng những lời lẽ hoa mỹ mà thiếu đi sự chân thành, vì điều đó chỉ khiến bạn trở nên xa cách và mất đi sự tín nhiệm. Tóm lại, bí quyết giao tiếp đỉnh cao của cổ nhân không nằm ở những kỹ năng phức tạp mà ở sự tinh tế, chân thành và khéo léo trong từng câu nói giao tiếp không chỉ giúp chúng ta trao đổi thông tin mà còn là cầu nối để xây dựng mối quan hệ bền vững và ý nghĩa khi bạn biết lắng nghe khen nợ chân thành không phán xét vội vàng và dùng sự im lặng một cách khôn ngoan bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực và từ đó bạn không chỉ thu hút được sự yêu mến mà còn có khả năng xoay truyền tình thế biến khó khăn thành cơ hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình giao tiếp đỉnh cao chính là nghệ thuật giúp bạn thành công trong cuộc sống mở rộng cánh cửa đến với những mối quan hệ ý nghĩa và sự nghiệp thăng hoa một yếu tố quan trọng khác trong bí quyết giao tiếp đỉnh cao mà cổ nhân luôn nhắc nhở là hiểu rõ thời điểm và ngữ cảnh có những lúc sự im lặng là vàng nhưng cũng có những thời điểm cần phải lên tiếng đúng lúc và đúng cách giao tiếp không chỉ là vấn đề của nội dung mà còn là về việc bạn chọn thời điểm để nói và cách bạn truyền đạt đôi khi một câu nói đơn giản nhưng được nói đúng thời điểm sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và thậm chí mở ra những cơ hội mới ví dụ trong một cuộc thảo luận quan trọng tại nơi làm việc thay vì vội vàng đưa ra ý kiến ngay từ đầu bạn hãy dành thời gian để lắng nghe những gì người khác nói điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về quan điểm của họ mà còn cho phép bạn điều chỉnh cách diễn đạt của mình sao cho phù hợp với ngữ cảnh và tâm trạng của nhóm khi bạn đưa ra quan điểm của mình một cách bình tĩnh và hợp lý khả năng thuyết phục người khác sẽ cao hơn nhiều so với khi bạn chen ngang hoặc cố gắng chứng minh mình đúng từ đầu sự khéo léo trong việc chọn thời điểm nói là một kỹ năng quan trọng mà cổ nhân luôn nhấn mạnh ngoài ra cổ nhân cũng khuyên rằng nói ít nhưng nói đúng khi giao tiếp việc nói quá nhiều không chỉ làm mất đi sự tinh tế mà còn dễ gây ra hiểu lầm cổ nhân dạy rằng thay vì nói dài dòng và lan man hãy tập trung vào những ý chính nói ngắn gọn nhưng sắc bén sự rõ ràng và xúc tích trong lời nói không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn giúp người nghe dễ dàng nắm bắt được thông điệp người nói ít nhưng mỗi câu nói đều mang ý nghĩa sâu sắc sẽ luôn được người khác tôn trọng và ghi nhớ chúng ta có thể thấy rõ điều này trong cách giao tiếp của những nhà lãnh đạo lớn họ không cần nói quá nhiều nhưng mỗi khi họ lên tiếng lời nói của họ luôn có trọng lượng họ biết cách dùng ngôn từ một cách thông minh và tinh tế không phô trương nhưng vẫn đủ để thuyết phục một ví dụ điển hình là trong chính trị hay kinh doanh những nhà lãnh đạo thành công thường không phải là những người nói nhiều nhất mà là những người nói đúng lúc và đúng chỗ một yếu tố khác không thể thiếu trong giao tiếp đỉnh cao chính là sự đồng cảm cổ nhân luôn nhắc nhở rằng khi nói chuyện hãy đặt mình vào vị trí của người nghe để hiểu họ đang cảm thấy gì và đang cần nghe gì đồng cảm là chiếc chìa khóa mở cánh cửa trái tim người khác khi bạn thực sự thấu hiểu cảm xúc và nhu cầu của đối phương bạn sẽ biết cách điều chỉnh lời nói sao cho phù hợp một người có kỹ năng giao tiếp giỏi không phải là người chỉ biết nói mà còn là người biết cảm nhận và hiểu người khác ví dụ trong một cuộc tranh cãi giữa hai người bạn thay vì vội vàng bảo vệ quan điểm của mình hãy thử lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn mà người kia đang gặp phải có thể họ đang chịu áp lực từ công việc hoặc gia đình và hành vi của họ chỉ là kết quả của những căng thẳng đó khi bạn thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm mối quan hệ sẽ được cải thiện và tranh chấp sẽ dễ dàng được giải quyết hơn Giao tiếp không phải chỉ để chiến thắng, mà còn để xây dựng và duy trì những mối quan hệ lâu dài. Cổ nhân cũng dạy rằng, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Trong giao tiếp, việc tôn trọng ý kiến và cảm xúc của người đối diện là điều vô cùng quan trọng. Ngay cả khi bạn không đồng ý với quan điểm của họ, hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh và lịch sự. Tôn trọng người khác không chỉ là cách cư xử tốt mà còn là cách để bạn giữ vững lòng tự trọng của chính mình. Khi bạn tôn trọng người khác, họ sẽ tôn trọng lại bạn và đó chính là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững và thành công một ví dụ thực tế trong cuộc sống là khi bạn phải đối diện với một người có ý kiến trái ngược với mình thay vì gạt bỏ ý kiến của họ ngay lập tức hãy thử lắng nghe và thể hiện sự tôn trọng đối với quan điểm của họ dù cuối cùng bạn không thay đổi quan điểm của mình nhưng việc lắng nghe và tôn trọng đối phương sẽ giúp duy trì mối quan hệ và tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau tóm lại giao tiếp đỉnh cao không chỉ là về việc nói gì mà còn là về cách nói khi nào nói và nói với thái độ nào. Khi bạn biết lắng nghe, đồng cảm và tôn trọng người khác, bạn sẽ thấy rằng mọi cuộc trò chuyện, dù khó khăn đến đâu, cũng có thể trở nên dễ dàng và hiệu quả. Những bài học mà cổ nhân để lại về giao tiếp không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nghệ thuật này mà còn giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và ý nghĩa trong cuộc sống. Giao tiếp khôn ngoan chính là con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống và mở ra những cánh cửa cơ hội mới ngoài những yếu tố đã đề cập một điểm quan trọng nữa mà cổ nhân luôn nhắc nhở trong giao tiếp đỉnh cao là khả năng kiềm chế cảm xúc trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý muốn và chúng ta thường gặp phải những tình huống khó xử bất ngờ tuy nhiên sự khác biệt giữa người có trí tuệ giao tiếp và người thiếu kiên nhẫn chính là ở khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân cổ nhân thường dạy rằng nóng giận là mất khôn khi chúng ta để cảm xúc lấn át những lời nói phát ra trong cơn giận dữ thường không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm mất đi sự tôn trọng của họ dành cho chúng ta. Hơn thế nữa, lời nói trong lúc giận dữ có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, làm dạn nứt mối quan hệ và tạo ra sự ngăn cách. Ngược lại, khi bạn biết cách kiềm chế, bình tĩnh suy nghĩ trước khi nói, bạn không chỉ giữ được lòng tự trọng mà còn xây dựng được sự tôn trọng từ người đối diện. Một ví dụ cụ thể là trong môi trường làm việc, khi gặp phải xung đột với đồng nghiệp, thay vì tức giận phản ứng ngay lập tức hãy hít thở sâu và dành thời gian để suy nghĩ về tình huống điều này không chỉ giúp bạn tránh được những lời nói gây hại mà còn cho phép bạn tìm ra giải pháp hiệu quả hơn sự điềm tĩnh trong giao tiếp là biểu hiện của một người trưởng thành và có sự thông minh về cảm xúc cổ nhân còn dạy rằng sự chân thành là chìa khóa để chinh phục lòng người một người có thể nói giỏi biết cách diễn đạt thông tin mạch lạc nhưng nếu thiếu đi sự chân thành thì những lời nói đó cũng trở nên vô nghĩa chân thành không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua thái độ và hành động của bạn đối với người khác khi bạn thực sự quan tâm đến cảm xúc và lợi ích của người đối diện họ sẽ cảm nhận được sự chân thành từ bạn và đó chính là yếu tố khiến họ mở lòng hơn ví dụ khi bạn muốn khuyên bảo ai đó thay đổi một thói quen xấu thay vì chỉ trích và ép buộc hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm thật sự đến họ Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc bạn đưa ra giải pháp mà còn nằm ở cách bạn thể hiện sự thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ người đó trở nên tốt hơn. Một lời khuyên chân thành, xuất phát từ lòng tốt, sẽ luôn có sức mạnh thuyết phục và tạo dựng niềm tin. Một khía cạnh khác trong giao tiếp đỉnh cao mà cổ nhân luôn đề cao là biết lắng nghe với tâm thế học hỏi. Lắng nghe không chỉ là việc tiếp nhận thông tin mà còn là việc bạn sẵn sàng mở lòng để hiểu và cảm nhận những gì người khác đang nói. Khi lắng nghe người khác, hãy lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim và tâm hồn. Điều này giúp bạn không chỉ hiểu rõ nội dung mà còn cảm nhận được những cảm xúc, tâm tư ẩn chứa trong từng lời nói của họ. Trong thực tế, nhiều người thường mắc phải sai lầm khi giao tiếp là chỉ nghe để phản hồi, chứ không phải để thấu hiểu. Họ luôn sẵn sàng ngắt lời và đưa ra quan điểm của mình ngay lập tức mà không dành đủ thời gian để thật sự hiểu những gì đối phương đang nói. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị của cuộc trò chuyện mà còn dễ dẫn đến hiểu lầm và xung đột. Ngược lại, nếu bạn thực sự lắng nghe và thấu hiểu người đối diện sẽ cảm thấy được tôn trọng và sẵn lòng chia sẻ nhiều hơn từ đó giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và gắn kết hơn ví dụ trong một cuộc họp quan trọng khi đồng nghiệp trình bày ý kiến thay vì chỉ tập trung vào việc phản biện hãy lắng nghe kỹ càng để hiểu rõ vấn đề từ góc nhìn của họ lắng nghe là biểu hiện của sự tôn trọng và là cách để bạn tiếp nhận những kiến thức mới từ người khác những người có kỹ năng lắng nghe giỏi luôn được tôn trọng và đánh giá cao trong mọi môi trường từ công việc đến cuộc sống cá nhân cuối cùng bí quyết giao tiếp đỉnh cao mà cổ nhân luôn nhắc đến là khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống giao tiếp không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch vì vậy khả năng linh hoạt trong cách phản ứng và xử lý tình huống là rất quan trọng sự linh hoạt thể hiện ở việc bạn biết điều chỉnh lời nói thái độ và phong cách giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể ví dụ khi bạn tham gia vào một cuộc đối thoại với nhiều người mỗi người sẽ có tính cách quan điểm và cách thể hiện khác nhau. Việc bạn có thể linh hoạt điều chỉnh cách giao tiếp của mình sao cho phù hợp với từng người sẽ giúp bạn duy trì sự hòa hợp và hiệu quả trong cuộc trò chuyện. Nếu người đối diện là người nghiêm túc, hãy dùng lời lẽ trang trọng và lịch sự. Nếu họ là người cởi mở và vui vẻ, bạn có thể sử dụng những từ ngữ gần gũi và thân thiện hơn. Sự linh hoạt trong giao tiếp giúp bạn dễ dàng thích nghi với mọi tình huống và tạo được sự đồng cảm từ phía đối phương. Tóm lại, bí quyết giao tiếp đỉnh cao mà cổ nhân để lại không chỉ dừng lại ở việc nói sao cho khéo mà còn là biết cách lắng nghe thấu hiểu kiềm chế cảm xúc và linh hoạt trong mọi tình huống khi chúng ta biết vận dụng những nguyên tắc này không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh mà còn mở ra những cánh cửa cơ hội mới giúp chúng ta tiến xa hơn trên con đường phát triển bản thân và sự nghiệp